anh em, két sắt trong cái tốt của mình cũng đã giới thiệu rồi, két sắt mini, thực ra nó là két nhựa. Sản phẩm này là két sắt mini hình quyển sách, chúng ta có thể ngụy trang để cất tiền, cất đồ trang sức quý báu và ngụy trang để cạnh những cái quyển vở quyển sách gì đấy thì không ai biết được đúng không? Ok, link mua sản phẩm này mình sẽ để ở dưới video này nhá. Đấy, giống như quyển sách rồi. À, cái này là nhựa. Mình cứ tưởng giấy thật. Nhưng mà giấy thật nó sẽ dễ bị hỏng theo thời gian. Đấy. Bốc xếp quyển sách an toàn. Đó, kích thước 180 1555. Có mấy cái kiểu ở đây có cả khóa này. Đấy, cất tiền, cất trang sức này, vân vân mây mây. Đó. Rồi. Đây anh em. À, cái này giống quyển từ điển. Kích thước của quyển từ điển này cũng không to lắm đâu, thường nó nhỏ hơn quyển sách bình thường nhá. Đó. Đây chỉ dài khoảng gần 20 cm. Mở lên. Và xung quanh trống trơn The New English Dictionary, từ điển tiếng Anh. Đó. Mở lên này. Có hình cỡ. À. Úi giời. Đây, két sắt này không có mã khóa, không có số siếc gì nhá, chỉ là một cái ngăn khóa thôi. Đó, ủa, chắc đấy, bên trong làm bằng kim loại này, cực kỳ bền chắc luôn. Đó, đây anh em cất tiền thoải mái đi. Đây là cái chìa khóa của nó, khá là rộng ấy, cái ngăn này. Ở ngoài thì được ngụy trang kiểu những cái nếp gấp của hình giấy, của những cái trang giấy. Đấy, khá là giống giấy thật nhá, nhưng thực ra là bằng nhựa. Cái này thì là bìa này. Bên ngoài là bìa trang sách thật này, bằng giấy thật này. Bìa đấy, bìa giấy. Bên ngoài mà cũng làm bằng nhựa nốt thì ngon hơn nhỉ. Kiểu nhựa giả giấy ấy. Đấy. Rồi, bên trong chúng ta sẽ có cái chìa khóa này. Ngân khóa này giống khóa xe máy anh em ạ. Chúng ta sẽ mở lên như này. Đó. Bây giờ mình đóng thử lại. Đóng thử đấy. Rồi. Không lo sợ rơi ra. Hai chiếc nhá, một cái dự phòng. Mở lên. Đó, đây. Cấu tạo khóa thì quá đơn giản luôn. Đấy. Gạt lên thì nó sẽ chặn ở cái thanh này thôi. Đấy. Như này. Đó. Giống cái tủ khóa bình thường thôi anh em. Nhưng mà nó là hình quyển sách, rất là thú vị nhá. Anh em đựng tiền hay đựng những cái gì giấu bố mẹ. Nếu mà ai có vợ thì giấu tiền trong này. Đấy, giấu tiền trong này để không cho vợ biết. Vợ tưởng quyển từ điển, từ điển thì chắc chả ai đụng đến bao giờ đúng không? Bây giờ hầu như là toàn dùng điện thoại để tra từ điển thôi, chứ có ai dùng sách để tra từ điển bao giờ đâu. Nhưng mà một ngày đẹp trời nào đấy, vợ thấy quyển từ điển này thừa này, thừa thãi này, thừa thãi trong phòng này, cầm vứt đi. Thôi xong, ok. Đó. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, link mua sản phẩm vấn từ điển sách két sắt mình sẽ để ở dưới video này nhá. Như vậy trong video này mình đã giới thiệu anh sản phẩm sách két sắt rất là thú vị. Đã trên Lazada, các bạn thấy video hãy like, share, subscribe đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mà thắc mắc là comment bên dưới mình sẽ giải đáp các bạn, mình review sản phẩm là comment bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye. Comment nào nhiều like nhất thì mình sẽ ưu tiên review cho nhá.